Kính thưa quý vị, lịch sử đã chứng minh nước Việt mến yêu của chúng ta bao lần bị giặc phương Bắc xâm lăng. Ngày nay, dân Tiên Long lại một lần nữa để lịch sử tái diễn. Đất nước đang lâm nguy, còn dân ta phải hết lòng, đoàn kết, cùng chung sức, quyết phấn đấu theo tinh thần hội nghị Diên Hồng mà tiền nhân đã làm, quyết chiến không cho giặc phương Bắc một lần nữa tràn xuống phương Nam. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi làm sống lại lòng quyết tâm của dân tộc với bài hợp ca Hội nghị Diên Hồng do các nghệ sĩ vùng Hoa trình đấu hợp ca với sự phụ diễn lịch sử của các anh chị Võ Bị Hoa Trình Đố. Toàn dân nghe trăng phương nào quy biến ân tuôn đăng đăng tin phương chiến quân đại tâm sắp đến thanh niên.